Số người ngoài kia là họ tập trung vào vấn đề, tập trung vào khó khăn, và họ nhìn cái vấn đề đó nó to quá, nó lớn quá, nên là họ không có tìm cách, họ không có tập trung để đi đến cái kết quả, và họ cứ thấy rằng là giờ giải quyết vấn đề đã khó quá nên họ bỏ qua, họ bỏ cuộc luôn, họ dừng lại luôn, họ bỏ cuộc ngay cái lần đầu tiên, và họ nói rằng là tại cái vấn đề đó, tại cái khó khăn đó nên họ bước qua không nổi, tại cái trở ngại đó nên họ đi không có nổi, họ không tiến tới cái đích thành công của họ được, và họ cứ tại bị vì là thì là nhưng mà là các thứ. Người bỏ cuộc thì không bao giờ thành công, còn người thành công thì không bao giờ bỏ cuộc. Và có một cái câu đó chính là vậy, bạn muốn thì bạn sẽ tìm cách, mà bạn đã không muốn á thì bạn tìm lý do để từ bỏ. Hãy tìm cho mình những cái lý do tại sao mình phải đạt được, tại sao mình phải có, chứ đừng có bao giờ tìm lý do để từ bỏ. Một khi mà cái miệng của bạn, cái suy nghĩ của bạn, cái não của bạn mà nó luôn nghĩ ra những cái lý do để từ bỏ thì coi như ngày hôm đó là bạn biết chắc nguội luôn, mà không bao giờ vượt qua nó, không bao giờ bạn bước qua nó, mặc dù bạn có cố gắng có làm gì không bao giờ bước qua được. Chỉ cần ngược lại thôi, là tìm cái lý do tại sao mình cần phải thay đổi, tại sao mình cần phải đạt được cái mục tiêu đó là ok. Bạn chỉ cần tìm kiếm mỗi ngày cho mình cái lý do mình đưa cái điều đó là để làm gì, mình đạt cái điều đó là để làm gì. Chỉ cần lặp đi lặp lại nó mỗi ngày thì bạn sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ và tiến tới cái đích rất dễ dàng.